Ok, lần đầu tiên thì mình xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và sức khỏe. Hôm nay mình lại đi câu lươn nha mọi người. Đây, điểm câu mình hôm nay là tiếp tục là cái cây suối hôm hôm bữa nha mọi người. Cái đoạn là tiếp đoạn là đoạn này nó dài nên câu câu miết à. Đây mọi người. Thì mong mọi người luôn luôn ủng hộ video của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hang và gắng kiếm thật nhiều hang lươn để câu cho mọi người xem cho vui nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi tìm hang nhé. Ok mọi người nhé. Sau mọi vài ngày thì nước nó cũng xuống rồi nhé. Bây giờ mình thấy cái hang này mọi người. Cái hang này khá đẹp luôn. Đây, con xoa luôn. Hang này đảm bảo có lươn 80 đến 90% nhé. Rồi, mình đặt cái máy quay ra. Ok mọi người. Thấy đấy, thấy chưa? Nước mà lên xuống chắc chắn có luôn. Cái hang này 100% có luôn nha mọi người. Không phải 80 90 nữa. Quan trọng là nó ăn hay không thôi. À, thấy chưa, có lươn này. Đấy, mình thấy cái đầu con lươn lên rồi. Mọi người thấy nó nhú lên không? Đấy. Cái hang quá đẹp luôn mà. Dụ nó lên tí cho mọi người thấy cho rõ. Đấy, nó xuống lại rồi. Hang đầu tiên luôn. Rồi, cho nó ăn nha mọi người. Mồi thế này dễ xảy lắm, để mình sửa cái mồi lại đây. Thế này dễ. Mình cho ăn luôn nhé. Ủa, nó lên mà nó rồi ăn luôn nha mọi người. Ok. Ui, cứng quá. Con này nó gồng ghê mọi người. Rồi nó đang lên đây. Được rồi. Ok, con đầu tiên nha mọi người. Ngon. Đấy. Cái hang quá đẹp luôn mà. Đầu nhìn thấy hang mình nói chắc chắn có 80 90. Đụng cái mà nhấp nhô 100% luôn. Ok mọi người nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hang tiếp nha mọi người. Nước giờ trong rồi nên dễ tìm hang hơn. Khi mà nước nó lên thì nó hơi đục, không thấy hang ở dưới nước. Giờ tìm hang ở dưới nước cũng dễ nha mọi người. Rồi mình đi tìm hang nha mọi người. Ok mọi người. Mình thấy một cái hang lươn đây nhá. Này, cái hang này. Nhìn thì vậy thôi. Chứ khả năng có rất cao mọi người. Bên trong mình thấy nước chuyển động nha mọi người. Bây giờ
Mình đặt ra mồi thử câu nhé. Không biết nó nằm hướng nào. Cái lõm này nằm ở giữa cái đường hang nhé mọi người. Rồi ăn rồi mọi người thấy chưa đấy. Ui, rồi ô, trời ơi, móc móc sao móc sao móc à? Móc ở cái bụng nó luôn mọi người. Lần đầu tiên trường hợp này luôn. Đều con này nhỏ quá mọi người nên là mình thả nhá, nhỏ quá mọi người rồi cho nó về lại. Trời ơi, mình móc mà móc móc ở trúng cái bụng nó lên luôn. Lần đầu tiên. Ok mọi người nhé, mình đi tìm hang khác nhé. Con này nhỏ quá. Rồi mình thấy đường hang tiếp nha mọi người. Sau khi nước xuống thì đường hang lươn, thấy hang lươn nó lộ ra đầy luôn nha mọi người. Khi nước lên thì lươn nó lên. Bây giờ nước xuống thì nó lộ đường hang ra rất là nhiều đó mọi người. Mình nhìn sơ sơ quanh đây cũng thấy ha, nhiều hang lươn á. Chắc hôm nay cũng kiếm được ít cho mọi người xem. Đây có một hang nữa nha mọi người. Rồi, mình câu thử nha. Không biết nó nằm lỗ bên nào. Ở đây có hai lỗ mọi người. Ở đây nó lên này. Lên đây để không biết hang nào thôi. Hàng này cũng khá sâu mọi người. Trời ơi, sâu ghê. Rồi nó lên. Chỗ nào vậy? Ui, bên nào vậy trời? Ủa, rốt cuộc là bên nào? Hình như nó ăn rồi mọi người. Ủa, rồi con lươn này nằm hướng nào trời? À, hướng này luôn. Rồi, mình dụ nó ra nhé. Ui trời ơi, mọi người nhìn kìa, nó lên nó xuống kìa, nước lên lên nước lên nước xuống kinh không. Trời ơi, nó sâu ghê mọi người. Ui, ủa nó ăn khi nào rồi? Ủa nó ăn mồi. Trời ơi, nó ăn mồi hết lúc nào không hay luôn.
Rồi nó lên lại mọi người. Hy vọng nó ăn nha. Xuống này. Trời, nó lên thế mà nó không ăn ta. Rồi nó ăn rồi mọi người. Rồi ăn rồi nhá. Trời ơi. Ủa con này. Rồi. Ủa nó ở dưới sâu luôn. Rồi, ngon. Ok. Con này ngon nha mọi người. Rồi. Ok. Con thứ hai. Trời ơi, mới đi tí à mọi người. Rồi. Hang nước nó xuống mình thấy được, hang nó lộ ra rất nhiều nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Rồi ok mọi người, mình tìm thấy tiếp một hang nữa đi nhé. Nè. Đấy, nó lên này. Rồi, ăn ngay luôn. Trời ơi. Ui, to nha mọi người. Khá, ngon. Rồi. Trời ơi, con này nhanh ghê. Bỏ vào cái nó ăn ngay luôn mọi người. Ôi, một khúc thôi mọi người. Đây một hang này. Đây một hang mình dẫm rồi. Một hang đó nữa. Một khúc chưa đầy 1 mét này. 3 con rồi mọi người. Trời ơi. Nhanh ghê. Rồi ok. Mình cho nó vào túi nhé. Và đi tìm hang khác đây. Ok mọi người. Con này chưa đầy 1 phút nữa. Câu nó khoảng 30 giây là xong à. Ok mọi người, mình chưa di chuyển nữa. Tiếp thêm một hang nữa nha mọi người. Đây. Chưa di chuyển nữa mà có thêm hang nữa rồi. Đây, đây có một cái hang nha. Mình vừa vệt ra cái thì đụng cái đầu nó luôn mọi người. Đụng trúng cái đầu nó luôn. Rồi. Hàng này đảm bảo có luôn, đụng trúng rồi mà. Ui. Mình cái kịch luôn mọi người. Ôi, ngon. Ok. Rồi. Trời ơi, 1 mét. 1 mét 4 con. Ok mọi người nhá. Quá ngon luôn. Tay mình ướt rồi nên không có bám nữa. Chắc là mình phải mở ra giặt và vắt khô nó mới nên bám các bạn ạ. Ok, để mình cho nó vào túi và tìm hang khác nha mọi người. Rồi, quá đã đi. Một mồm nhỏ nhỏ mà 4 con luôn. Ok mọi người. Ok mọi người nhá. Rồi, mình thấy một cái hang đây luôn. Mình thấy cái đường nó đây thôi. Xong mình vệt ra. Đấy, cái đường hang quá đẹp luôn mọi người. Đấy, cái đường hang nó tròn xoay luôn. Rồi, mình đặt cái máy quay nhá. Bây giờ mình câu nhé. Đấy, con lươn này. Mọi người thấy không? Đấy, to nhá. Con này không phải nhỏ đâu. Đấy, mọi người thấy không?
Người ta nhú lên nào. Đấy, con này ngon đấy. Mời cho nó ăn luôn nhá. Rồi, ăn rồi nha mọi người. Rồi, lên luôn. Ok. Ngon nha mọi người. Đấy. Quá ngon. Rồi, ăn thứ năm nhá. Nước xuống công nhận đi tìm hang dễ dữ mọi người. Rất dễ luôn. Con này cũng ngon. Rồi, ok, để mình cho nó vào túi và đi tìm hang tiếp nha mọi người. Ok. Rồi, ok mọi người nhá. Thì mình câu được 5 con. Thành quả của mình thì được 5 con đấy mọi người. Vừa mới câu được một tí chứ mấy, mà trời nó đổ mưa rồi nên mình xin phép ngừng video tại đây nha. Trời mưa to rồi mọi người ạ. Đây, đây thành quả của mình nha mọi người. Đây, đây là số lươn hôm nay mình bắt được nha mọi người. Quá ngon luôn. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy like và đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Ok, vậy mình xin phép ngừng video tại đây nhé. Bye bye, tạm biệt mọi người.